Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Mình là Nhân và hôm nay chúng ta sẽ quay lại với Farm Together nha các bạn. Đang là mùa đông anh em ơi. Và trên trời á, mình để ý có những cái cực quang. Hồi nãy có thôi, bây giờ gần sáng rồi các bạn. Cho nên là nó cũng biến mất rồi. Mình đã nâng cấp cái hệ thống lọc ao của mình lên cấp 12 rồi các bạn. Nhưng mà các bạn có thể thấy cái lượng tiền mà nó ngốn kìa. 2 triệu. Cấp 12 á thì khoảng 24% rồi. Ở đây á mình có nhiệm vụ nè. Cá kiếm của mình có nhiệm vụ nè các bạn. Khoan, trước mắt thì mình đi thu hoạch tiêu cái đã. À, mình đã dời cái chợ cá ra đây luôn rồi. À, mùa đông đúng không? Mùa đông thì mình sẽ qua đây mình khai thác cái cây tiền đi. Ủa, bà mẹ nó xuân bả rồi. Chán thiệt chứ, thôi xuân rồi, nếu mà xuân rồi thì học cây tiền rồi mình qua đây mình khai thác cây cao su các bạn. Cái cây cao su của mình cũng khá khá rồi đó. Nó lên 6 rồi các bạn. Mới đầu chỉ là 4 thôi. Cái nó lên là tầm đâu cấp 10, cấp 11 gì đó thì nó lên là 5. Và mình có cái S2. Mình có cái S2 các bạn. Và nó lên cho mình là 6 luôn. Rồi. Mình đi khai thác tiêu xong mình đi kéo cá các bạn. Cái vườn hoa của mình á, ở giữa hai tập mình có hơi hơi xáo trộn nó một chút các bạn. Mình thấy xây như vậy nè. Đó, xây như vậy thì đẹp hơn nè. Mình cũng hơi xáo trộn nó một chút. Thôi mà kệ nó đi. Không sao đâu. Hôm nay mình khai thác chưa ta? Ở đây còn 3 cây. Rồi. Đẩy luôn. À, mình ra đây mình khai thác tiêu cái đây. Mình khai thác tiêu xong mình kéo cá. Mình kéo cá là mình đủ 70 các bạn. Mình đủ 70 huy hiệu. Rồi khai thác tiêu đi. Tiêu này cũng có một kim cương nha. Ồ lần Mỹ lên kìa. Tiêu này có một kim cương anh em. À, mình cần 60 thì mình hơi dư. Còn 9 đúng không? Mình 18 chắc mình khai thác cái này là đủ rồi đó. Rồi, đủ nha. Lên. Rồi từ từ để mình xem còn bao nhiêu. 66 đúng không? Lạc. Ok, mình khai thác 66 khai thác lạc cũng đủ thôi, mình kéo cá đi các bạn. Lạc để từ từ nha. À, lô hội hả? Ê, lô hội chính. Lô hội được rồi nè. Khai thác lô hội này đi. Mình trồng tới đâu trăm mấy lần. Cá hồ cá tạp của mình hơi nhiều rồi đó. Nó cá tạp chứ mình thu hoạch cũng khá khá ở trong cái hồ này các bạn. À, mình có ngao, mình có dừa ngao nè, mình có hào nè. Rồi tính ra con hào nó cũng có lời dữ lắm á. À, rồi mình có cá cháp trắng nữa. Cá cháp không á. Mình cũng có cá cháp không luôn. 90 lần hả? 90 vậy là còn đâu nữa ta? Ờ bên kia kìa, bên kia kìa. Mình làm cái hệ thống lọc ao xong rồi ha. Mình bắt đầu mình xây một cái hệ thống là trộn, hình như trộn thức ăn gia súc á. Tí nữa mình xây rồi chúng ta sẽ biết đó là cái gì nha. Thật sự mình cũng không nhớ. Rồi 85 rồi các bạn. Rồi 85 á, mình qua đây mình bắt đầu mình kéo cá. Tại vì mình còn cái X2 á. Còn 6 phút X2 lận. Thôi tranh thủ kéo cá rồi các bạn. Đó, cá kiếm thì chỉ cần 50 thôi. Ồ rẻ thế. Kéo một hồi là xong à. Không, cũng không hẳn là xong đâu các bạn. Khoảng 30 mấy á. 30 mấy lần kéo nữa đó. Rồi. Ok, còn vài con nữa thôi. Ờ, rõ ràng là 6. À. Mình được X2 các bạn, mình được X2. Rồi, lên. U, được 100 luôn là hồi nãy 87 đúng không? 87, 87 cũng mười mấy á. Rồi, để mình xem xét sơ sơ qua cái nhiệm vụ mới nha. Lợn đất rồi mình có rồi nè. Nho xanh nè, nho xanh thì mình có cây lựu. Cây lựu thì mình chưa trồng các bạn.
Đây mình kiếm cái miếng đất nào đẹp đẹp ấy. Tại vì mình không có đất để trồng cây. Rồi còn kim cương thì mình đang trong giai đoạn cày nữa, cho nên là nó sẽ không có đủ đâu. Ok, mình chắc mình skip qua cái giai đoạn câu cá hai cái hồ này với lại cái hồ cá tạp bên kia nha anh em. Rồi, bây giờ mình đang ở những cái lần kéo cá cuối cùng các bạn ạ. Hồi nãy là mình bán hết rồi đó, mình bán 660 cá rồi đó. Mà bây giờ là nó đầy ngược trở lại luôn rồi và tiền của mình đang là 6 triệu, 2 triệu chứ. Lộn các bạn. Lộn. Rồi, mình bán rau nè. Rồi, chỗ này 4 cái thôi, không có nhiều. Ê, bên kia trái ô liu mình có thể thu hoạch được rồi kìa. Thôi mình cứ kéo thôi, chủ yếu lấy tiền thôi các bạn. Rồi, mình thu hoạch ô liu các bạn. Này, đây là cái dàn cây mới mà mình trồng để mình làm nhiệm vụ thôi anh em. Tính ra cái cây ô liu này thu hoạch cũng khá đó. Rồi. Để tí mình coi mình trồng cái cây gì đang có nhiệm vụ các bạn. Cái này nè, cái lựu 5.000 một cây nha, mắc lắm á. Rồi bây giờ mình đi một vòng coi. Mình sẽ thu hoạch cái này. Mình sẽ thu hoạch cái này các bạn. Chịu khó thu hoạch cái tổ ong á. Mình có tổ ong mình có thể ra kia mình đổi cái huy hiệu cho mình nữa. Hoa thì mình lười lắm. Hoa thì vô cùng lười. Không muốn đụng tới. Rồi, bên này hả? Thôi về được rồi các bạn, 27 giây mình bán bớt cá đi. Bán bớt cá để mình hồi cái sản xuất cho cái cao su của mình nữa. Rồi, bán luôn. Rồi, để lại 60 thôi. 3.3 triệu, 3.1 triệu. Ây da, thôi từ từ nha các bạn. Mình có, vậy là mình trồng được 10 cây các bạn. 10 y khế. Mình mới unlock được cây khế nè. Cây quế thì mình thu hoạch quanh năm nhưng mà chỉ có 2 thôi. Cũng hơi hơi cân não á. Rồi. Bây giờ hiện tại thì mình xây 10 cây này xuống trước đây rồi tính như tính nha. Đây. Rồi. Ê, từ. Ê, cái lũ hả? Cái lũ thì qua đây đi, cái lũ thì qua đây đi. Cái lũ thì mình trồng cái dãy này nè. Cái dãy này còn một cái bờ trống nè. Trồng cái lũ thì trồng vậy đi. Đi qua đây đi. Rồi, vậy đi. 27 cây là được rồi. Cây quýt này nhiều tiền nè. Cây quýt này tới 200 được. Ok. Rồi, cây cao su của mình đâu rồi? Anh Túc mình cũng đang có trong nhiệm vụ hả ta? Vậy tulip vàng. Trà xanh. Trà xanh 60. Trà xanh này 4 huy hiệu, 50 kim cương trong vòng 1 ngày hả? Cái trà xanh này là thuộc cái hệ hoa các bạn. Mà cái hệ hoa này á thì ai già. Má ơi, cái hệ hoa này á nó bị một cái á, các bạn biết đó, nó cần cái này. Vòi nước anh em ạ. Má ơi luôn á. Mình mà không có canh tưới cho nó hả thì cái sản lượng của nó thấp lắm. Rồi để mình từ từ mình suy nghĩ nha. Bây giờ mình sẽ trồng cái cây cao su của mình đâu rồi? Đây, cái cây cao su của mình đây. Đây mình phải trồng thêm 9 cây nữa. Mỗi cây là 5 đúng không? Đâu rồi? Mỗi cây mình thu hoạch được 5. 9 x 5 45. 2 mùa, vậy là 1 năm mình thu hoạch. Này không được 100 nữa. 90 à. Tào lao. Không nhưng mà ok các bạn. Kệ nó, không sao đâu. Ý mình còn có thể trồng được 2 cây nữa mà. Rồi, xuống giống 2 cây nữa đi, rồi mình qua kia mình lo cái gì mà nãy mình tính làm á. Đâu rồi? Cái hệ thống đây, máy trồng thức ăn các bạn. Mình xây ngay đây luôn nha các bạn. Mình xây ngay đây luôn đi, mình lười qua bển quá.
Để coi coi nó tốn cái gì nha. Rồi 80 huy hiệu. Và chắc chắc tất nhiên là nó cấp 1 rồi các bạn. Rồi. Tất nhiên nó là cấp 1 rồi, khỏi phải nói tới nó. Rồi. Thì nó cũng sẽ giống như cái này thôi, 2%. 100 cấp 2%. Bây giờ mình đang có 2 triệu 6 hả? Từ từ bây giờ mình xuống tay cái này, không biết bên kia mình tái sản xuất được không. Kệ nó. Ôi ôi ôi. À rồi bây giờ chắc nó lên 4 triệu rồi đó. Chịu gì nổi anh em. Chịu gì nổi. Rồi. Các bạn thấy cái dàn hoa tử đằng của mình đẹp không? Tính ra như vậy là đẹp nè. Mình thích cái kiểu như nó nhiều nhiều như vậy nè các bạn. Mình sẽ trồng cái dàn tử đằng nè. Nha, tử đằng hồng, tử đằng tím, là thêm một cái tử đằng gì nữa nè mà mình chưa biết. Từ từ để mình cho cái tử đằng xanh nó lên cấp kìa. Cái tử đằng xanh nó phải lên 8 cấp, còn cái tử đằng hồng nó phải lên 15 cấp. Thì cái tử đằng hồng này chắc cũng nhanh, tại vì nó lên cấp 15, 13 rồi. Đó, 14 rồi nè. Cái thác họ lên bây giờ đó. Từ khó tưới nước nha anh em. Hoa nè, cho các bạn chăm hoa thì cũng chăm như bình thường thôi. Chịu khó tưới nước là ok rồi. Rồi, 5 tiếng nữa. Thằng này chắc lên cấp 3 luôn á. Lên nè. Xong này chắc lên cấp 5. Lên nè. Lên nè. Không biết cấp 5 nổi không nữa. Ok. 5 á. Trên này thì hoa gì á, quên bà đó tên. Đó, mình thích như vậy nè các bạn. Mình thích là nó sẽ có khoảng 4. Vậy là 36 đúng không? 9 x 4 36 đúng rồi. Như vậy nó sẽ có 36 ô. Đó, và nó chín là nó đẹp lắm. Mà ý của mình á là muốn trồng, ví dụ như là mình trồng hoa tử đằng đi, thì nó sẽ có một dãy tử đằng luôn. Nó sẽ có một dọc tử đằng luôn. Từ từ, nhà dòng tử đằng đây đúng không? Ở đâu đây? Ở đâu đây nè? Đây còn một cái tử đằng nữa nè. Đó, vậy là mình sẽ trồng kiểu như mình trồng tử đằng ra ngoài luôn. Như ba loại tử đằng thì mình sẽ trồng một dãy, thấy không? Này là phong lan nè. Phong lan. Về phong lan thì không nói. Mãi hương hả? Ok, hoa anh túc thì có mình có bên kia rồi. Còn nhiệm vụ thì mình sẽ cày hai tập, giữa hai tập thì mình sẽ cày nhiệm vụ. Rồi. Trà xanh, trà xanh, trà xanh. Má, cái cây trà xanh này nó mắc lắm anh em ơi. Từ từ nha. Để mình dòng xuống cuối cùng luôn. Gà vịt này như mình đang có nhiệm vụ vậy. Đúng không? Ủa không có nhiệm vụ hả? Mình nhớ là vịt này mình có nhiệm vụ rồi ta. À hình như nhiệm vụ từ hồi nào á. Trà xanh thì 20 hả? À, mình giờ mình lấy 20 huy hiệu mình trồng trà xanh hết ta. Phải trồng trà xanh nó mới mở những cái cây này. Đâu rồi trà xanh đó rồi. Ê, bậy. Trà xanh thì mình chỉ trồng được có 5 thôi à. Rồi, cho nó gần gần khu này đi cho mình dễ quản lý rồi. Rồi. Rồi, cái trà xanh này á, mỗi lần thu hoạch thì sẽ được 50. Và nó chỉ có một mùa thôi, nó chỉ có là một ngày thôi các bạn. Nó chỉ có cao đao một ngày thôi, vậy là 400 mình một ngày mình có thể khai thác được 200. Đúng không? Ủa này là 5 rồi, cái này là 5 rồi. 5 thì là 250 kim cương. 250 kim cương mỗi ngày. Cũng được. Cái này là tú cầu xanh nè. Ồ hết mưa luôn rồi. Hết mưa luôn rồi. Rồi. Cái vườn hoa của mình nó cũng còn tạp nham lắm các bạn. Cũng chưa có cái gì ra cái gì đâu. Cây lựu đúng không? Mình qua đây mình khai thác cây lựu đi. À thấy gì? Thấy chuối, hồi trước mình thấy chuối nó nhiều lắm nha. 60 đồng, 65 đồng là mình thấy chuối là cũng nó khủng khiếp lắm á. Nhưng mà sau khi mình trồng những cái cây quỷ này thì ô lê.
lên lên. Thấy mình đây, mình đã giành được một một mớ luôn. Từ từ coi nhiệm vụ ai. Lận đất, lận đất có đủ. Lận đất thì hai mùa nè. À, cái này 15 luôn. Gỗ một mình có rồi nè. Gỗ một anh Túc, mẹ ơi anh Túc tới 130 rồi. Gỗ một thì bên kia, anh Túc thì bên này. Anh Túc thì thu hoạch được nhiều, tại vì anh Túc nó cái chu kỳ nó thấp lắm. Rồi 2 tiếng là, nhưng mà 15, nó là 15 các bạn. Anh Túc bên kia từ từ, gỗ một thì bên này. Gỗ một thì bên này nhưng mà chưa tới mùa các bạn. Mùa gỗ một là mùa thu. Ok, vậy thôi. Nạp xăng cho lại nè, đâu rồi? Cái này chưa đủ hả? À, mới 17 à, bật ghê á. À, cái này là cái gì ta? Hai cái này mình thu hoạch được là hai cái gì ta? Nho hả? Hình như nho các bạn. Đâu rồi? Ừ đúng rồi, đang trong mùa nho thì mình xuống giống nho thôi. Chứ để quên á. Chứ để nó qua mùa là uổng lắm. Hai ba giữa hai tập mà mình cày vé mà kiểu như là không muốn cày nữa luôn á. À, bao nhiêu nho 81 nho. À, còn bao nhiêu ta? Thôi kệ bà đi, mình trách luôn cái nhiệm vụ mà mất công đếm nữa. Ơi các bạn, mình đang rất là dư là sữa và cá á. Mình dư sữa và cá các bạn. Thiệt, đúng rảnh rỗi xin ông nổi rồi. Mình cứ vô ví dụ như cái cà ri cá là làm trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ á. Đó, mình cứ buồn mình rảnh á, mình vô mình làm thôi. Rất là nhẹ nhàng luôn, không phải suy nghĩ gì hết. Và các bạn xem lượng vé của mình nhiêu đây thì mình xài giờ nào mới hết. Trong khi mình sản xuất ra gấp mấy lần cái lượng mà mình dùng luôn. Xài trái thiệt chứ. Mới đầu mình tưởng vé nó hiếm, nó quý. Cuối cùng là huy hiệu các bạn. Huy hiệu vẫn là chân lý. Nho xanh. Rồi bây giờ lạc 40. Ok. Lạc 40. 40 lạc. 36. Vậy là 5. 5 ô lạc. Một cái nè. 18 nè. 27 nè. 36 nè. Và 45. Rồi vậy thôi. Lạc thì nửa tiếng nhanh lắm các bạn. Khỏi tưới. Rồi qua kia bán mớ trứng đi. Qua đây bán mớ trứng đi các bạn. Qua đây bán trứng gà đi. Bán nữa. À, hoa hả? Hoa đi, bán hoa bớt. À, lạc. Lạc và nấm. Nó giờ muốn bây giờ mình mua những cái miếng đất mà có lum la như vậy thì sao? Thiệt luôn á, mình bật ghê mấy cái miếng đất ở giữa nè, cái địa hình nó chia cắt bà thím luôn á. Làm ăn gì nữa. Đó, mình chủ yếu là tấn công vô cái bất động sản dùng gian nè các bạn. Ở ngoài đây nữa nè. Ở cái hướng đi xuống đó các bạn. Sau khi mình mua cái miếng này á, thì nó sẽ mở rộng ra nữa. Thì cái bản đồ nó sẽ mở rộng ra nhiều lắm á. Nhưng mà hiện tại thì tiền bạc chưa cho phép anh em ơi. Rồi, ở đây thu hoạch được rồi nè. Cái này lợn. Cái này là lợn thường. Để ý hai cái song song này là lợn Mỹ nè. Đó. Rồi. Hệ thống lọc ao 13 rồi đó. Mới mấy chỗ thức ăn thì mới có những level đầu thì nó rẻ lắm anh em. Rồi, sau khi mình xây xong hai cái này á, hai cái này là bổ sung hỗ trợ cho hai cái nguồn thu nhập chính của mình á. Đó là cá và thú bên kia. Đó, mình làm nguyên cái dãy trang trại bên kia, thấy không? Hoa thì cũng cần á. Nhưng mà hoa là để về sau các bạn.
mình trồng hoa như vậy á là để chỉ là làm nhiệm vụ giữa giữa hai tập thôi, là mình làm nhiệm vụ giữa hai tập mình mới trồng như vậy các bạn, để mình thu hoạch. Còn cái mà đầu game á, các bạn nên đầu tư đó là như thế này nè, đó để cho nó thu hoạch tự động luôn, để cho mình có thời gian mình làm những cái việc khác. Và đây đây là thu nhập chính của mình, còn đây là thu nhập cũng là chính nhưng mà nó xếp hàng thứ hai, nó chỉ là thứ cấp thôi, còn đây mới là chính nè. Rồi mình sẽ cố gắng cày lên cấp 60 để mở con cá cuối cùng các bạn. Đây là chân lý đây, cá tráp của mình thì level 5 rồi, cá tráp của mình nó đã level 5 rồi, bây giờ chỉ còn cái cấp bậc yêu cầu của nó là cấp 60 đó. Mình cứ cố gắng là mình xây như vậy thôi, mình xây cái cây cao su thôi, xây càng nhiều càng tốt các bạn. Ở đây mình còn một hàng nữa thôi à, đây đất ít quá, mình không có thể kiếm được cái chỗ nào mà đất nó rộng rãi, nó thoải mái để mình trồng riêng cao su thôi các bạn. Rồi, mình chạy vô nhà coi, lâu lâu buồn buồn tưới cho nó nha anh em, để cho nó mất cái năng suất á, hết nước rồi các bạn. Gặp mình một thằng lười nữa rồi. Mình đang vẽ cái nấm đỏ đúng không, ốp kim cương nha các bạn. Ô vậy á, này thì cho tốn tiền thôi. Rồi này hết tiền luôn nè, hết tiền. Đánh đàn thì tốn 150 kim cương, spell canon. Rồi bên này thu hoạch được rồi nè, từ từ coi thu hoạch cái gì. Ồ, tranh vẽ hả? À, đi cá xong rồi nè, mà mình hết tiền rồi các bạn, lên đàn cái đi. Các bạn có thể thấy cái nội thất của mình chưa có gì. Rồi thu hoạch 10 vé nè, ngon lành các bạn, 10 vé đó không ít đâu. 10 vé là mình gia hạn được mỗi thằng một tiếng đồng hồ á. Rồi leo lên ngủ ha. Ủa, mình nhớ con mèo đi theo mình mà nó đâu rồi? Mèo ơi, trời nó ngồi bên kia kìa. Cái mèo ơi. Cửa đây. Rồi. Bây giờ mình làm gì nữa ta? Rồi hết tiền luôn rồi. Mé ơi, mé còn tiền luôn rồi. Không còn tiền thì mình đi thu hoạch hoa đi các bạn. Còn bộ mình đi thu hoạch hoa đi. Nhìn kìa. Nghe ông. Cái khu vườn của mình còn rất là nhiều thứ để làm. Bây giờ cái rào cản lớn nhất của mình là money các bạn. Làm thế nào để có được nhiều tiền? Thế bây giờ cho mình tới cấp 60 luôn đi. Thật sự cho mình tới cấp 60 luôn nha. Mà tiền đâu mình nuôi con cá tráp. Cá tráp đỏ đây. Hình các bạn, hình cái con này là 40 mà con này phải 100 mấy, cái chấp đỏ các bạn nó phải 100 mấy, 100 mấy. Vậy thì mình phải bỏ ra bao nhiêu tiền để có một cái hồ to, mà trong khi đó là cái thu hoạch của nó là theo mình nhớ không lầm là 3 tiếng đồng hồ các bạn. Tại sao mình lại làm những việc này? Tại vì mình không có tiền, không còn đủ tiền để tái sản xuất, do mình đã nâng cấp cái hệ thống lọc ao 2 triệu mấy rồi các bạn. Má ơi nó thốn lắm á. Rồi khá rồi đó, lên tiền. Mình rất là thích cái cảm giác mà mình farm ra bao nhiêu cái nó tái sản xuất. Mặc dù là tiền tiền nó bay theo mây khói thiệt nhưng mà đáng lắm các bạn.
Mặc dù mình thấy tiền nó vơi á, nhưng mà mình biết, mình biết là mình tái sản xuất, và chắc chắn sau khi mà mình sử dụng hết cái tiền của mình á, là đợt sau mình thu hoạch đó thì chắc chắn nó lời. Cái cảm giác đó nó phê lắm anh em. Rồi giật nè, bốn mấy à, ở gì 76 à, không được bốn mấy. Ờ bên kia đúng không, từ từ. À, cherry chính vô biết. Ồ, cái dãy này mình thu hoạch được hết rồi nè, ngon nè. Cái này là cái đào Úc. Cái cây đào Úc này mình trồng cũng là nhiệm vụ nè. Cây xoài cũng vậy luôn. Cái bên kia là rau tầm. Còn rau tầm nó cũng đầy luôn rồi. Anh đào nè. Mình bị trái cây mình ha. Trái cây mình coi chứ nó không bao giờ đầy hết các bạn. Cái dãy xương rồng này là mình tưởng nó thu hoạch trái chứ, cuối cùng nó là hoa các bạn. Đó, cái đây là cái công việc mà mình làm giữa hai tập nữa các bạn. Bắt đầu mình chờ mùa. À, mình coi mùa, coi cây nào mà nó chín vào mùa nào á. À, cái mình lượn một vòng. Và mình chú ý những cái cây đặc biệt á, ví dụ như là cây tiền bên kia để mình pha kim cương nè. À, cây cao su nè. À, cây gỗ mục nè, những cái cây mà trên 200 á các bạn. Đó, thì mình chú ý những cái cây đó. Rồi. Ra đây mình thấy có hoa nè. Hoa mình có thể thu hoạch được nè. Thu hoạch hoa đi cho nó lời. Mình không có rảnh á, mình chỉ tưới được một cái thôi. Mình chỉ tưới được một cái như vậy. Ok, cây này mình chăm tưới nhiều nè. Lên rất là nhiều tiền luôn á. Rồi tính ra là hoa mà nếu mình đầu tư chuẩn luôn á là nó sinh lời rất là nhiều luôn. Ồ, coi tulip vàng nè. Ít gì đâu, 5.000 á các bạn. Một cây 5.000 á. Đúng rồi, một cây 5.000 á các bạn. Nhưng mà bị cái là thu hoạch 2 ngày rồi. À, chưa gì lên 200 mấy rồi nè, không cây hồng này mình trồng cũng là nhiệm vụ luôn. Ờ, lúa hả? Lúa mình đang dư format. Ồ, format đang thiếu nha. Rồi để coi không biết giữa hai tập á, mình ngoài cái dãy ô liu ra kia ra mình còn làm thêm cái gì nữa không ta. Ờ, mình cũng có mở rộng cái vườn cao su của mình thôi, nhưng mà cũng không có nhiều đâu, cũng không đáng kể lắm. Mình chỉ xây đâu đó tầm mấy cây à. Rồi buồn đó các bạn chưa có xây được cái nhà này nè. Cái nhà gia hạn cho cái đám người làm á, thì mình chịu khó mình chạy một vòng mình gia hạn cho tụi nó đi bộ đó. Với cái lượng vé như vậy, mỗi lần mỗi tiếng đồng hồ mình xài 2 vé. Đang không bao giờ xài hết vé đâu anh em. Mà 500 mấy đó để mình trang trí nội thất á, chứ không phải là đi gia hạn cho cái đám này đâu. Cái đám đó gia hạn không có bao nhiêu hết. Không, xào một cái là chỉ bằng một cái tranh vẽ của mình thôi, đâu có nhiều đâu. Rồi lô cái vàng hoa cái là có đủ tiền tái sản xuất luôn nha anh em. Rồi hiện tại thì công việc chỉ có thế thôi các bạn. Ở đây thì còn 30 mấy giây nữa nè. Thì cứ mỗi cấp độ là 2% á anh em. Cái này là mình lên là 26 rồi, 13% là 26 rồi đó. Còn cái này thì mới cấp 1 thôi, còn 20 mấy giây nữa thì nó lên. Các bạn xem cái số lượng cá của mình ở đây nè các bạn.
đó, các bạn có thể thấy cá kiếm một cái dọc, cái dọc quỷ này của nó nè, nó có cái dọc thông số á, các bạn coi cái dọc thông số á, các bạn nhìn kìa, mình đang sở hữu 494 con, cá mập thì chắc cũng tầm đó đó, 442. Ủa cái kiếm nhiều hơn hả ta? Ừ, cái kiếm thì cái ô của nó dài hơn. Tại sao mình lại xây như vậy các bạn? Sau này á, mình thấy cái kiếm mình đỡ đủ rồi đó, mình không xây cái kiếm nữa. Cái dãy bên này nè, thì mình sẽ nuôi cá tráp đỏ các bạn. Mình sẽ nuôi cá tráp đỏ nguyên một cái dãy này luôn. Mình kéo cái sợi dây ra. Đó, ý của mình là như vậy. Đây. À, mình bấm cái nó lên cấp 2 liền không ta? Mình không biết. Từ từ, ở đây ví dụ như là con heo Mỹ rồi đi. 1087k. Lên đâu. Đó, rồi. Ờ à, đâu. 1090k. Đó nó lên đó các bạn. Hồi nãy cái con heo Mỹ là 1087 đúng không? Bây giờ là mình sau khi mình nâng cấp cái máy trộn nó thì nó sẽ lên là 1090k. Rồi bây giờ mình qua đây mình thu hoạch cái cao su các bạn. Thật sự á, mình rất là lười. Kiểu như bây giờ mình qua farm của người khác, mình cày cuốc ở bển được cái X2 thôi, mình qua đây mình làm lại á, mình lười lắm. Thì các bạn rảnh á, thì các bạn qua farm của người ta để các bạn lấy X2. Thì khai thác cái cây cao su này, nếu mà có X2 thì nó chỉ lên 6 rồi các bạn. Thì đầu game mình cũng cũng đã làm rồi, nhưng mà bây giờ mình lười quá, các bạn thông cảm, mình sẽ thu hoạch luôn. Hồi trước nha là mình thu hoạch một cái á, là không được hai cây nữa, mình thu hoạch một cái là mình không không có trồng được hai cây đâu, tại ít lắm. Nhưng mà sau này thì dư giả rồi anh em, mình thu hoạch như vậy á, tí nữa mình có thể trồng được 3 cây 4 cây. Rồi bây giờ mình có thể trồng được tầm 4 cây các bạn. Đó. Đó, mình có thể trồng được 4 cây. Đấy. Sau này á, mỗi lần thu hoạch mình được trồng được 5 cây, 6 cây. Và nó sẽ phát triển lên anh em. Sau này mình đi vào kiếm cái đất nào trống trống á, mình trồng. Quá là đơn giản luôn anh em ơi. Rồi 60 mấy ngàn đó cho ăn cũng hết rồi các bạn, 60 mấy ngàn kìa, chưa gì thì còn 5 mấy ngàn. Rồi hôm nay chỉ có thế thôi các bạn, cái khu vườn của mình thì nó xấu vãi cả chưởng nè, mình đang hướng đến nó như vậy nè cho đẹp. Rồi hôm nay mình chơi tới đây thôi nha anh em, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video của mình nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo.